của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOOM. Đâu đâu hát giọng Hương Trạm, Duy Minh Lỡ nè. Mình chia tay nhau từ đây. Tổn thương trong em cũng nhiều rồi. Tình yêu này đâu có lỗi gì. Lỗi là thuộc về hai chúng ta. Hay quá. Yeah. Rồi bây giờ Việt Nam trong tôi mà hát giọng giống Mỹ Tâm đâu, hát sao? Có những cái ngân rung rất chỉ Mỹ Tâm luôn. Trời ơi, em phải hiện hồn về đấy. Mỗi bài là một hồn khác nhau đấy. Đa nhân cách, đa nhân cách. Sao cái đoạn vừa rồi vừa giống Mỹ Tâm vừa giống Lệ Quyên vậy? Ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mây say, mặc cho tóc bay vương lên nơi môi cay, bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời. Ta lạc trôi giữa đời. Đôi chân lạc thẳng về nơi đông, bao ít thương dưới nơi đông. Câu thơ này xưa vội phải mở, theo làn sương ta biến chung cõi mở. Vừa vội vương chỉ làm mi mất, chỉ lưu hoa rơi buồn yêu hắt. Tiếng đàn này thêm số tương tư lặng mình trong chiều hoàng hôn. Ta mà lại kia, nỗi mất ngọt ngào một mình ta. Đang chưa ngang ngôi nhục người qua. Xin đừng quay lưng xa, đừng mang câu hiền điều khi rơi xa. Anh mình nơi nào tới, cho vui theo lặn với. Mở ra. Bạn đã bắt đầu sự nghiệp ca hát từ trước 20 năm rồi phải không? Có phải là U40 không? Có phải gần ngày quay bạn mới bay về Việt Nam không? Chính bản thân bạn Tí Nâu này cũng đang cố tình đánh lừa luôn bằng cách là hát bẻ giọng. Một là giọng nam cao, hai là có một cái người giọng giống như là người máy như vậy đó. Đây là một cái người trong nhóm năm giọng kẻ. Nhưng mà dù cho bạn là ai thì bạn cũng có một giọng hát chết người. Ôi trời ơi. Thùy Chi, chị Hồ Quỳnh Hương ạ. Thùy Chi ạ. Thùy Chi. Bạn chọn những cái bài mà không đoán được giọng. Là một hot TikToker. Phương Mỹ Chi. Ý, đúng rồi. Thực sự ai mới là người biến sang lớp mặt nạ này ta? Trời đất ơi, có đổi wow. Người về chương trình. Tất cả những cái suy luận logic của em nó phi logic rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Quái kiệt nào mà mình chưa hề biết. Hay sao đây là vì bạn hát bài về người Việt Nam. Đứt nước. Nâu ơi, nâu. Quá. Nè, khoanh tay xin lỗi liền nè. Giả vô cái miệng nào phán đoán mà quả quyết nè. Ủa bạn là cao nhân nào mà tôi chưa biết mà bạn hát hay như vậy mà làm sao có thể bỏ sót được một giọng hát này vậy ta? Sophia làm cái điều này cũng rất là tốt anh ạ. Khoảng trung của bạn này và cái cách nhả chữ rất giống chị Mỹ Tâm. Mối tình mà tan vỡ gần đây nhất là cách đây bao lâu? Ủa là anh đó đó, là mối tình đau khổ nhất của em. Em chỉ có mỗi Tiêu Châu Như Quỳnh thôi đó. Sophia, em có những cái quan điểm riêng của mình khi mà nghe Tí Nâu hát. Em có thể đọc tên bạn Tí Nâu. Mở ra, mở ra, mở ra, mở ra. Và đó chính là nữ ca sĩ Thùy Chi. Và quả thật đây là một trong những nhân vật cũng là gắn bó với tuổi thơ của em. Cày nét đây. Và giấc mơ chưa à? Xe đạp nè. Đúng rồi. Trời ơi quá trời ơi đất. Xin chào Thùy Chi ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lật lại một tí xíu về những cái manh mối mà nhân vật Tí Nâu cung cấp chúng ta. Thiệt ra là có một cái manh mối trong cái lần đầu tiên luôn á. Là cái manh mối là Chi bảo là đã từng sáng tác nhạc cho Tiên. Thì Tiên có nghĩ ra liền là Thùy Chi. Nhưng mà bởi vì cái tập đầu tiên bả nhoi lắm, muốn mãi rồi bả làm đủ cái trò. Tại vì em chưa bao giờ biết Thùy Chi ở cái góc như vậy luôn. Trong mắt em thì Chi lúc nào cũng rất là nhẹ nhàng, dịu dàng, thục nữ. Không bao giờ biết là nho như vậy. Cho nên em gạt phăng cái ý nó đi trong đầu. Cho nên rất là tiếc luôn á. Tại sao bây giờ mới lộ diện con người thật này như vậy? Mà em cũng rất bất ngờ. Bởi vì sao? Bởi vì kỷ niệm mà em nhớ nhất là Thùy Chi là một cái show diễn ở Đà Nẵng. Lúc đó em nè, Nu nè, Đông Nhi nè, có Van Bi nữa mà bị giật tiền show. Cô Na Trang. Ở đó. Trời ơi, mày đặt kỷ niệm. Mà em nhớ là tụi em đòi không có được. Mà em nhớ hình như lúc đó là có Chi nữa mà
hình như là ông trong rúp đòi nợ tụi em. Nên nói là chắc là cô ca sĩ này rất là dịu dàng và nữ tính, không cần số tiền đó lắm. Chắc lúc đó là nhát không dám đòi. Dạ không phải. Dạ không phải. Ủa tôi chết, tôi phải nói giọng này à. Em quen à. Đâu nói giọng tiếng đâu thử coi. Dạ. Dạ. Dạ em không cần tung luôn ạ. Trời đất ơi. Hay quá. Bữa đó sao mà không đòi tiền? Dạ em được trả 50% rồi. Em được trả 50% rồi. Em được trả 50% rồi. Em không có nôn đòi. Em nhớ mà một mình em được trả thì đó. Dạ. Lòng này cây cây. Mà nghe Chi nói giọng miền Nam dễ thương quá nhờ. Yeah. Nghe cực kỳ tự nhiên luôn. Đó. Gặp ở nhau bao nhiêu lần chưa bao giờ nói cho anh nghe luôn. Giấu quá kỹ anh. Mà những cái manh mối mà em thấy đầu tiên là mọi người để thấy là có chiếc xe đạp không? Đúng. Một bạn hit. Xong rồi đến cái manh mối mà thuyền cướp biển đó là ngày xưa. Tại vì FC của Chi hay gọi Chi là thuyền trưởng cướp biển nên đưa vào cái đó thành thuyền trưởng. Đó là cái nickname thứ hai. Đúng rồi, mấy cái dữ liệu nó làm rối lắm. Mà cái dữ liệu rối nhất là cái dữ liệu triển chiêu. Đấy em đang nhớ cái triển chiêu là sao? Mình triển chiêu tại chiêu sao? Là gì? Người yêu là triển chiêu hay là cái gì? Suy nghĩ hoài. Dạ. Dạ. Thật đấy là người trong mộng của em ạ. Thật à? Em mê triển chiêu thật sự. À. Chị Chi còn có một cái chi tiết phi công. Phi công. Phi công là ngày trước là bố của Chi là phi công. Oh. À, chứ không phải là yêu phi công. Không. Miêu phi công. Miêu phi công. Đúng thấy chưa? Rồi trong tình trường gì đó rồi bị hiểu lầm đó. Hiểu lầm là có mối quan hệ yêu đương với lại nhóm em F4U. À. Bị đồn, bị đồn. À. Mà có yêu không? Em bị đồn yêu nhiều lắm ạ. Em toàn có tiếng có miếng à. Phải không? Tiếng không có miếng. Mà em yêu ai thiệt? Em yêu anh Chỉnh Chiêu. Ủa Chi, Chi, lúc mà đi diễn, đi hát trên sân khấu, ví dụ như là trên Đà Lạt, mình có nhân cách này không? Có mà. À có à? Không có đâu. Em có xem vài những clip của Chi Chi. Hoặc là gần đây, mới. Đúng rồi. Gần đây thôi. Trong những cái show diễn. À, em thấy mọi người ở bên dưới cũng rất là hào hứng với những cái cách mà chị Chi tung hứng với khán giả. Dễ sợ. Ủa mà Chi ơi, có một đoạn trong manh mối là có một thời gian mà chị nói là bị mất giọng đúng không? Dạ. Mình thấy chia sẻ kỹ hơn về cái manh mối đó như thế nào? Tức là hồi đấy tự nhiên một thời gian là em không có hát được cái giọng cao nữa. Em hát cái giọng kiểu như là trầm trầm như lúc đầu ấy ạ. Vì sao vậy? Em bị dính một cơn mưa. Sau đó chắc là có một cái virus gì đấy. Thì nó làm cho em có hai dây thanh thì nó bị co một cái dây thanh lại. Sau đó là em phải nghỉ không làm việc, không nói chuyện, không tương tác tất cả mọi thứ trong chính xác là khoảng 8 tháng. Khoảng vài tháng sau là em hồi phục lại. Lúc đấy em phải tập nói lại bởi vì là khi mà uống nhiều thuốc thì cái cơ lưỡi của mình nó không còn hoạt động giống như lúc mình hát bình thường. Tại vì em tính cũng hơi cẩn thận tí nên là sau khi mà điều trị xong thì em cần vài tháng sau để tập lại quen với cái họng của mình. Nhưng mà chị ơi, anh nói thiệt nha, đánh chết anh cũng không nghĩ là em hát được thấp tới như vậy luôn, thiệt sự luôn. Dày nữa. Bây giờ em thử hát lại mà cái biết rằng mình thích nhau thử của anh đúng cái nãy thôi coi nè. Biết là mình thích nhau, còn chuyện xa hơn thôi để tính sau. Vờn nhau thôi không đúng đâu, dân chơi thì chơi là phải chung. Còn em chỉ muốn chậm thôi không cần quá liều. Thấp lắm. Mà nãy giả giọng luôn, tí nâu mà không cần cái hiệu ứng chỉnh voi của chương trình luôn mà. Đâu đâu, hát giọng Hương Trạm, duyên mình lỡ nè. Mình chia tay nhau từ đây. Tổn thương trong em cũng nhiều rồi. Tình yêu này đâu có lỗi gì. Lỗi là thuộc về hai chúng. Hay quá. Yeah. Rồi bây giờ Việt Nam trong tôi mà hát giọng giống Mỹ Tâm đâu, hát sao? Có những cái ngân rung rất chị Mỹ Tâm luôn. Trời ơi, em phải hiện hồn về đấy. Mỗi bài là một hồn khác nhau đấy. Sau khi mà em tháo cái đầm này ra là em bị sưng hết cả hai cái bên vai này. Vì nó, cái bộ này là hơn 25 kg. Nó chì xuống ấy, nó nặng lắm. Cái bài nặng nhất của em là cái bài Lạc Trôi ạ. Là em chạy sân khấu thì mình sẽ không biết là nó nặng như nào vì mình chưa được thử đồ. Nhưng khi ra bài đó là em dồn rất là nhiều sức và em có ý đồ rất là nhiều trong cái bài đó. Xong rồi em, mọi người sẽ thấy là em như này này. Thực ra là mọi người nghĩ là ngầu, thực ra em nặng quá, em bị gù xuống. Nặng quá, bị gù xuống.
Nhưng mà cho mình bonus thêm đoạn rap đi. Yo, 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 yo. Cho em xin đoạn rap. Rằng lời làm sân khói vội vãi đưa bước ai xa rồi đơn côi mình ta vẫn vương hồi ước trong men say chiều mưa buồn ngăn giật lệ đừng khiến quê đi sầu bi đường xưa nơi có nhân từ xa biệt ly cánh hay hoa rung rơi phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng muốn theo làn gió bay thuyền bay qua sông lỡ quên có đánh chặn tàn nơi này trông bóng ai dần hao gầy lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời ta lạc trôi giữa trời làn sương ta biến chút cõi mơ bừa bụi vương trên làm mi mắt người chia ly hoa rơi buồn như hoa tiếng đàn này thêm số tương tư lặng mình trong chiều hoàng hôn đang mà lên kia nỗi buồn ngập lòng một mình ta hoa đang chờ ngang ngôi nhục người qua hoa xin đừng quay lưng sao đừng mong câu hẹn được khi rơi xa thì mình nơi nào đợi cho bụi theo làn bơi cứ mang tất cả những cái gì mà gai góc nhất, những cái gì mình không thể hiện được, mình thể hiện từ đây trở đi nha. Đừng để cho mọi người phải chờ đợi em thêm một giây phút nào nữa. Em cứ như thế, em cứ thoải mái, bung lụa. Khi mà tham gia chương trình này thì như anh với em cũng đã đồng hành trong nhiều cái cuộc nói chuyện, trong nhiều dự án. Anh luôn quý em và anh luôn trân trọng em và anh luôn đề cao con người của em. Bởi vì em là một trong những ca sĩ mà khi anh tiếp xúc anh biết là cái trình độ âm nhạc em rất là cao, cái thẩm mỹ về âm nhạc của em rất là cao. Em xử lý một bài nhạc là em xử lý từng nốt, từng chỗ. Chứ nó không phải như người ta là chỉ đơn giản là hát. Em thực sự là một producer âm nhạc. Em biến hóa cái bài hát em rất tốt. Và Thùy Chi cũng là một trong những người chỉ Trấn Thành cách hát này nọ rất là nhiều khi mà làm việc chung với Chi trong cái bài song ca đó. Và anh mới ngồi anh thắc mắc, anh nói là ủa sao cái cô gái này cô giỏi như vậy, hát nhạc Trung, hát nhạc Mỹ, hát nhạc Hàn, cái gì cũng biết. Mà tôi nói ủa tại sao cái cô này sao cô an toàn quá vậy. Rõ ràng cá tính cô không phải vậy, nó nhiều hơn thế. Cái gì làm cho cô bị mất tự tin và cô cứ gói ghém lại, mà trong khi cô quá trời thứ để show ra cho thế giới. Nào là ngoại ngữ, nào là trình độ, nào là piano, vĩ cầm, nhiều thứ Chi biết lắm. Quý vị không có dừng lại ở đây đâu. Nhưng mà quên tin là cái đòn bẩy này á, cái sân chơi này nó sẽ thức tỉnh cái con người mà Chi giấu kín nó đi. Đấy là cái điều mà Quân rất thích ở chương trình này. Đó, cứ thoải mái đi cưng nhá. Dạ. Nghệ sĩ bọn mình có một cái đặc quyền là được quyền điên. Mà mọi người không ai chấp. Không ai chấp. Đúng. Không chấp thì người đi. Không chấp. Vậy nên là khi mà chị đứng ở đây thì chị chứng kiến thì Chi lộ diện đúng cái thời khắc này, cái khoảnh khắc rất là đẹp này, rất tuyệt vời này, mọi người nên tập trung vào Chi sự yêu mến như thế. Thế thành ra là đối với chương trình này thì tất cả đều là sự trọn vẹn và đều là sự thăng hoa và đều là cái sự hạnh phúc đỉnh cao nhất. Chị nghĩ như vậy. Chi ơi, thực ra là nãy giờ là ngồi nói chuyện, mấy anh chị em nói chuyện với nhau thì Tiên có thể tự hào nhá. Đây là Tiên có được món quà xịn nhất, ý nghĩa nhất đối với Tiên. Là bởi vì nó vừa có cái sự cá nhân giữa Tiên và Chi trong đó,
mà nó lại vừa có cái sự bao quát. Nếu mọi người nhìn kỹ cái bức hình này, mọi người camera có thể zoom vào, ở đây cũng có cả là nhóm bè Cadillac này, có cả Đông Đông này, có anh Hoài Sa này nọ, rất là dễ thương và rất là tình cảm cho nó luôn. Và thực ra Tinh cũng không nghĩ là mình nhận được cái món quà tinh thần nó lớn như vậy. Thì thực ra bọn mình thì biết nhau cũng là quá lâu rồi, nhưng mà chưa bao giờ, thực sự chưa bao giờ tụi em ngồi nói chuyện với nhau, chưa bao giờ luôn á. Lúc mà mình nói chuyện với nhau thì Chi có nói với Tiên là có một lần Tiên đi qua Chi và Tiên chào Chi, thì đó là gala bài hát Việt, sau năm đấy là không có tổ chức nữa. Đấy là lâu lắm rồi, nhưng mà chưa bao giờ gọi là ngồi kế bên hỏi là bạn ơi bạn ăn gì hay cái kiểu là chưa bao giờ có cái cuộc nói chuyện như vậy, chỉ là biết nhau thôi. Nhưng mà Chi luôn dõi theo Tiên, Chi luôn dõi theo Tiên. Dễ thương luôn á. Thật ra Thùy Chi là một người sống rất là tình cảm. Nếu không sống tình cảm mà Lương Thiện không hát được như vậy. Cách người ta sống là cách người ta làm nghệ thuật mà. Thật sự ra là khi mà anh Thành nói đến cái tình cảm thì em mới nhớ đến cái sản phẩm đầu tiên. Em cũng đã rất là may mắn khi có cơ hội được hợp tác cùng với chị Chi trong ca khúc Thương Nhau Nhé vào năm 2017. Thì khi mà nói đến cái vấn đề tình cảm thì em mới thấy là như này. Cái thời điểm mà em liên lạc với chị Chi để em mời chị Chi feat cùng mình với cái ca khúc đấy, thực sự lúc đấy em không có gì hết. Mà lúc đó là cái thời điểm gọi là thời điểm huy hoàng của chị Chi với Giữ Em Đi. Mà chị Chi vẫn rất là vui vẻ, vẫn rất là đón nhận và vẫn rất là sẵn sàng để có thể fit cùng với em cái ca khúc đấy. Em không biết là chị Chi có nghĩ như vậy không, nhưng mà đối với em thì em nghĩ lúc đấy nó như là một cái gì nó đang cứu lấy mình. I know. Yeah, đến hôm nay mới có thể có cơ hội để chia sẻ với chị Chi như thế. Mà hôm nay Phúc nói cái này á, anh cũng muốn nói cái điều này nè, cũng giống cái câu chuyện của Phúc. Gần đây thì Chi với Thành có song ca một bài hát Lời Nói Chia Tay Thật Khó đó. Thành cũng hỏi Chi, ê Chi nói nghe nè, sao bao nhiêu người hát hay ông kêu tôi làm chi, trời ơi, mà hát kế bên một cái người hát quá giỏi thì mình cũng áp lực chứ. Chi nói đúng một câu như nè, mà mình xúc động chứ, em thấy anh là người hát có tình cảm, em muốn được hát với anh tại anh hiểu bài anh hát. Nói gì nữa. Tất cả cái đó nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó là những cái gì đó nó thuộc về nghệ sĩ tính. Đó là những người, người ta sống chân thành với cái cảm xúc của người ta. Thì anh cảm ơn Chi vì cái lời nói đó. Dạ, em nhìn thấy rất nhiều cái tình cảm của anh Thành. Chỉ có điều là anh Thành chưa có được một cái phương tiện hoàn chỉnh, trọn vẹn để anh Thành bộc lộ cái tình cảm đấy ra. Và em cũng không có ngần ngại là ngay cái bài hát đầu tiên khi em vào Nam, em có mời anh Thành. Vì thực sự là đối với em thì vật chất thì không biết bao nhiêu là đủ, nhưng tình cảm thì em có rất nhiều ạ. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.